ngày một đêm, xem sớm nhất vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Sài Gòn đón Tết rồng nhân bội lộc. Xin chào mừng các bạn đến với vùng biển Phú Yên xinh đẹp. Ồ. Trời ơi. Ê, bên trái cao. Cái này qua hậu nha. Qua hậu nha. Trái của mình biết trái phải không? Có nào giỏi em không? Đúng rồi, nhìn cái size giò nha. Sao màu gì mà dữ vậy? Chúng tôi đã chọn chủ đề cho chuyến đi này là tình bạn bất diệt. Cho tôi hỏi, trong trường hợp các bạn phải ngủ khổ thì hai người đội bên kia mà các bạn muốn hoán đổi là ai? Em có nhớ những người? Em không cần nhớ nữa, tại vì nó ở trên đầu em rồi. Em xin phép cái tên đầu tiên được gọi. Đây giờ chúng ta sẽ gọi tổng kết lại những gì chúng ta vừa chơi. Vâng. Dạ. Kiều Minh Tuấn, tình trạng sức khỏe. Tình trạng sức khỏe ok, ổn định hơn. Mũi mắt. Cái mỏ thì bị hồi nãy bị đạp một cái. Kẻ nào đã đạp mỏ em? Siêu mẫu châu Á. Rồi bị một sẹo ngay đây cũng là siêu mẫu châu Á luôn à. Châu Á hay châu chấu mà đá dữ vậy? Siêu mẫu mà đó có hộp đá banh hả? Con nói á, bị người thường đạp thì không sao, được siêu mẫu đạp là gọi là hãnh diện chứ. Đúng rồi, cái vết thương nó trở thành di tích lịch sử. Ủa, em nói khác hồi nãy ta vọng vấn luôn á. Trời. Còn em bây giờ là 5-9 ngón rồi. Sao vậy? Tại vì một ngón nó bị không còn tê liệt rồi. Hoại tử rồi. Nó bị hoại tử rồi. Ghê vậy? Tím, nãy bị tím luôn á. Nếu bây giờ mà không đưa đi bác sĩ tháo khớp thì sẽ để tới cuối ngày là tháo tới đầu gối luôn. Đúng rồi, hãy cho em nghỉ ngơi đi ạ. Nhưng mà dù sao chúng ta vẫn còn sống sót. Đúng. Còn hai người kia không biết bây giờ còn toàn thay hay không. Đúng vậy. Ngọc Phước và Lê Thành Dương không biết đang ở đâu mà làm gì. Đúng. Không biết có được ăn uống gì chưa. Đúng. Trời ơi. Hai đứa em đi đâu vậy? Tụi em đi đây ra đảo Quan để trả nợ hai con Nhâm Ni Phan chờ ăn dụng. Trời ơi. Miếng ăn là miếng tồi. Miếng tồi tàn. Nhưng mà cuối cùng là hai em làm gì bên đó? Tụi em phải tìm được một con Nhâm ngoài đại dương. Mà cuối cùng có tìm được không? Có. Một con Nhâm con. Một con Nhâm vậy xong phải thả nó về biển. Ủa sao mọi người tươi tắn quá vậy? Thấy mọi người nhìn sạch sẽ quá nè. Tụi tôi giả bộ tươi tắn vậy thôi chứ mệt mỏi lắm. Thương quá cô kìa. Hai đứa nó bơ phở cho kìa. Mình như hai con hủi trong đoàn này. Anh, em cảm giác mọi người giống như là đi sở thú chơi vậy. Thấy lạ cái bùn vuông dòm cái quăng mía quăng đồ ăn lên á. Không có gì đang ăn, có trái cây à. Chào em. Yeah. À, cảm ơn chương trình. À, lộn, cảm ơn chỗ em. Em là được rồi, sao nói nhiều vậy? Thì nó bị quýu. Em là được rồi. À, cảm ơn em nha. Ủa cái này hút. Ủa. Tất cả các bạn đã được chỉnh trang thay trang phục, chỉ trừ hai thành viên từ đảo về.
Chúng tôi muốn nghe các bạn kể ngắn gọn những trải nghiệm mà các bạn đã trải qua ngoài đảo. Đội ở đất liền cũng sẽ cập nhật cho các bạn chuyện xảy ra ở đây. Trước khi hai đứa em kể về cái hành trình mà nhặt nhà, nhặt nhọn hai đứa em á, thì anh kể luôn là trên xe tụi anh đã có một trò chơi về âm nhạc và Lê Dị Vũ Lâm sẽ là người phải trả cho 200 ly nước dành cho toàn đoàn. Wow, một chào bắt tay. Ủa sao anh nhấn vậy, anh nhấn gì mà thật quá vậy? Tuấn Hưng. Tuấn Hưng hả? Tình yêu lung linh à. Ngày xưa đôi ta thường hay mơ về ngày mai nào ai có ngờ. Em cười là công chúa, chờ đợi ai em cười là công chúa, chờ đợi ai. Thời gian cho những cuộc yêu thương giờ chưa tan lời đấy. Anh đã ở đường cuối đời. Hát hay chữ lộn vậy trời, hồn quá. Hát hay chữ lộn, chữ mình không đổi nha. Hát mà đã hát sai hát lớn. Cái bài hát gì mà có từ cuối đời nữa vậy? À, nhờ bộ phận hậu cần liên hệ với lại trợ lý của Lâm để làm nước cho một đoàn. Đoàn trong có mình em ơi. Đoàn là có em đó. Ôi, đúng rồi, lại tư tháng trở lại rồi. Tôi liền. Ủa trừ hai người này ra chứ em đâu có phục vụ hai người này đâu. 200 là tính hai người luôn đó. Đó chưa. Đúng rồi, 200 có người này chứ. Cả đoàn, cả đoàn. Tụi tôi là làm nhiều lắm em ơi, tụi tôi xét ánh sáng nãy giờ đó. Một hai hai tên tôi làm hết á. Nói gì có lý chút, nói gì có lý chút. Rồi, kể chuyện trên đảo nè. Đó là một cái nơi gọi là cù lao mái nhà, gọi là đảo Robinson, tức là nó hoang sơ vô cùng luôn, chỉ có một hai căn nhà đó thôi, tức là mới khai thác luôn, không có nhiều khách du lịch tới. Và tụi em có nhiệm vụ gọi là quả báo nhãn lồng, ăn con nhum của ai đưa đó. Minh Tú, nhưng mà em đang nghĩ cái vấn đề mà tụi em bị ra đảo ngày hôm nay là do Minh Tú một phần tiếp tay. Thế sao? Tại vì không có một cái tình bạn nào đẹp tới mức mà Minh Tú khi coi đưa cho em ba con nhum. Em giữ một con cho em truyền một con cho người anh đầu hôn của em là Kiều Minh Tuấn, nhưng Kiều Minh Tuấn không ăn. Hay em quá. Mới làm lại tại sao Kiều Minh Tuấn không ăn mà quay qua thấy anh mày thấy người Quyền ăn mà Minh Tuấn còn kêu em ngồi cao cao bên ăn cho thoải mái để máy quay bắt hình em cho rõ hay sao. Xong hai tụi em ăn được mỗi đứa chưa được một muỗng, ò e bắt đi ra đảo luôn. Vô tình đó em, cái đó là nghiệp nó tới lại cả không kịp đó. Anh chần chừ, anh nhìn anh thèm muốn chết mà. Nhưng mà tóm lại là hai đứa em ra ngoài đảo là để tìm gì? Con nhum sống. Nhum thiên nhiên. Nhum thiên nhiên. Phải lặn xuống. Tụi em là phải trượt trên những mỏm đá. Trời ơi. Xong rồi tay cái đôi tròn này nè. Trời ơi. Học, phải thọt vô trong cái hang bắt con nhum ra. Đáng lẽ là tụi anh thương hai đứa em lắm á, mà kể chuyện nó xạo quá, có cái bao tay nữa. Cảm xúc gì vậy? Có cái bao tay nữa hả? Ê, cái gai nó dài cỡ này mấy em nói nè em. Hơn nữa, cái con nhỏ là con tự nhiên á. Dù có bị ra đảo chăng nữa tụi em vẫn sung sướng hơn bốn chúng tôi rất là nhiều. Em nghĩ đi bốn mà chọi với sáu đó, và những gương mặt này nè tả tơi. Và cuối cùng kết quả là sao? Đó, cuối cùng kết quả là đội mình thua thê thảm. Trời ơi. Nhưng mà mẹ còn sống là con mừng rồi. Con tưởng đâu mẹ bị nó quýnh chết rồi. Rồi thôi được rồi. Ở đây thì chúng ta trong cái khung viên này thì chúng ta sẽ có thêm 3 trò chơi tối nay ha. Và đội thắng cuộc thì sẽ được ngủ lại đây luôn. Trời ơi, còn không thì mình sẽ ra cái đảo Robinson của tụi em đó. Và đội thua chúng ta sẽ tự đi ra hải đăng mũi điện, có một cái bãi cát gần đó và chúng ta ngủ qua đêm ở ngoài đó. Trời, đâu có sao đâu, bình thường mà bữa mình đã ngủ rồi. Bữa ở Quy Nhơn đó. Rồi mình đi vệ sinh ở đâu? Chết luôn á. Có chiếu có. Chết á. Chết á. Che chắn. Chết lạnh nữa. Tối nay cái mình cát không luôn. Có liều phải không? Có liều rồi. Thì đó, tạo không khí tạo mút thôi. Lên nào. Lên. Say. Wow, chào mừng hai bạn đã trở lại với hình dạng giống con người rồi đó. Thật ra tôi đang rèn luyện thể lực đó. Chúng ta sẽ có 3 trò chơi nhỏ để quyết định bữa ăn tối nay. Nhỏ. Chiến thắng ở mỗi trò chơi, đội các bạn sẽ giành được 2 món ăn. Wow, quá đã. Món ăn hả? Được ăn. Ngoài giành được món ăn, đội nào thắng 2/3 trò chơi sẽ mang về thêm 2 miếng dán trên vòng xoay may mắn. Ồ, 2 miếng ghép lần kìa, mình có cơ hội đó. Ở trò chơi đầu tiên, mỗi đội cử ra một cặp đôi mà các bạn cho rằng ăn ý nhất.
Còn ai ngoài cái đội vừa mới từ đảo về? Đúng vậy. Họ khát khao được thể hiện. Đúng rồi. Họ vượt qua sóng gió. Trời. Phước. Vậy nghe. Cặp đôi với mình là gì? Ngọc Thành Nhất. Là gì? Nhóm này... hai bữa tụi em đó. Này câu chuyện ngoài đảo thôi. Về coi đảo sẽ biết. Mắc cười không? Mắc cười. Hồi nãy trên đây trên xe mình nói là cái miếu Phước Dương. Cái miếu Phước Dương. Nhớ không? Miếu Phước Dương. Miếu nghe nó tên cũng sang bộ. Có Phước Dương được mà. Đúng rồi, Phước Dương được. Không, nhưng mà sau khi mà Lê Dương Bảo Lâm suy nghĩ lại thì không có gặp em, không phải là Ngọc Phước nữa, em là Ngọc Quả. Đúng rồi, đi tới là Quả tới đó. Ê, có cái nào vậy không ta? À, đừng có để mà chơi với người xui nhất nhóm nữa. Đừng có để cho người ta làm lay động. Không, mình vẫn hên, mình vẫn hay. Đạo đạo tôi cử Lê Thành Dương và Ngọc Phước. Rồi, đợi bên đây cử ai ạ? Buka và Chris Phan. Rồi, đạo đi tôi. Cặp này thua nha, cặp này thua nha. Như vậy? Cặp này không khéo léo. Các thành viên đứng đối diện nhau và đeo tai nghe. Một người đọc các câu hỏi của chương trình. Một người đọc các câu trả lời tương ứng. Thứ tự các câu hỏi và câu trả lời đã bị xáo trộn. Mỗi lượt chơi có thời gian là 2 phút. Nếu người trả lời trùng khớp với câu hỏi được đưa ra thì ghi được 1 điểm. Đội nào trùng khớp nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Thông minh nha. Bình thường không đeo tai phone nói chuyện cũng không có nghĩa rồi. Mà giờ mày đặt đeo tai phone. Ui, sợ ai? Yo. Xin mời cặp đôi đầu tiên. Em có hỏi. Cô lên nha. Cô lên. Quá đơn giản. Rồi. Là quá hiểu chị Buka rồi. Ủa có nhạc chưa? Vẫn chưa có nhạc. Ủa chưa mà sao nhảy quá vậy Buka ơi? Ủa chưa có nhạc sao Buka nhảy dữ vậy? Ủa? Em ơi chưa có nhạc mà. Ủa em bị nhạc tế bào hay gì vậy? Em bị nhạc tế bào hay gì vậy? Nhạc em bị nhạc tế bào. Nhạc tế bào á? Từ khi có chồng thấy cái tâm lý thay đổi ha. Tâm lý thay đổi liền. Kiểu bị gọi là hồi tinh đồ. Kiểu bị gọi là hồi tinh đồ. Hồi tinh. Hồi tinh tiên. Hồi tiên. Hồi tiên. Hồi tiên. Quyết, xuống đây. Dương chị. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Chơi gì? Nửa tiếng rồi. Chơi. Có người yêu chưa? Chiếc váy của tôi đã bị gắt. Tuyệt vời. Cô tiểu thiếp nổi tiếng của Victor Hugo. Tôi muốn được tăng lương. Cô tiểu thiếp nổi tiếng của Victor Hugo. Tôi muốn được tăng lương. Thời tiết hôm nay thế nào? Tôi thấy Suka. Thời tiết hôm nay thế nào? Tôi thấy Suka. Có thấy ai bị rớt răng chưa? À, ở đâu còn lâu mới nói. Ôi, tuyệt vời. Con bé bị mù chữ rồi. Nếu phải lúc này bạn sẽ làm như thế nào? Yêu đương gì trong này, nhà bao nhiêu? Nói trước, quên sau là gì? Đường vào tim em ơi băng giá. Đường vào tim em ơi băng giá. Sẽ thế nào nếu vướng vào một tin đồn không đúng? Tôi sống đến từng tuổi này rồi mà chưa gặp trường hợp này. Nhà ở đâu? Chưa gặp trường hợp này. Nhà ở đâu? Tôi muốn được tăng lương. Tới trễ. Tại sao tới trễ quá vậy? Chết tiệt để tôi yên. Trời ơi. Có đồ nào lạnh nhất? Tránh xa đi cho khuất mắt tôi. Buổi tối bạn thường ngủ với ai? Nhớ kẻ trồng cây. Buổi tối bạn thường ngủ với ai? Nhớ kẻ trồng cây. Bạn đến đây lâu chưa? Não cá vàng. Khi thật sự tức giận với một người bạn sẽ nói gì? Đến quán nhậu thôi. Hồi bé bạn thường bị mẹ đánh đòn vì tội gì? Chiếc giấy của tôi đây gấp. Hồi bé bạn thường bị mẹ đánh đòn vì tội gì? Chiếc giấy của tôi đây gấp. Ăn quả thì phải làm sao? Tránh xa cho khuất tầm mắt tôi. Bạn muốn hẹn hò ở đâu? Đến quán nhậu thôi. Bạn muốn hẹn hò ở đâu? Đến quán nhậu thôi. Bí quyết của người yêu là gì? Đang nóng muốn chết đây này. Yeah. Hết giờ. Đúng rồi, nhiêu cao ta? Đội của các bạn có một đáp án trùng khớp. Hai cái đứa này thiệt, vậy mà nó hiểu nha, hiểu ơ đồ. Một kiên quỳ. Cái gì? Hãy làm đồng đội của mình tự hào. Là tôi đây. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta sẽ gặp cặp thanh mai trúc mã mới. Chứ gì nữa, cho em hỏi là thời gian nhiêu phút vậy chị? 2 phút. Tụi em mới gần một phút thôi. Ghê, ghê, tôi tạo lao quá. Quê à, chơi đất hờ luôn. Nó dễ quá, cái gì vậy trời. Phước. Bắt đầu đi. Trời ơi, lên đảo nó ăn cái gì mà giờ điên điên khùng khùng vậy ta? Bắt đầu. Vô. Rồi. Anh sẵn chưa?
Nhà vệ sinh. Anh sẵn chưa? Nhà vệ sinh. Công việc các bạn là gì? Đi về nhà là... ngày một đêm. Đi về nhà là... ngày một đêm. Thật kinh khủng khiếp. Nếu không có gì bà sẽ bị làm sao? Nếu không có gì bà sẽ bị làm sao? Còn cái nết. Còn cái nết. Món đũa bà ghét nhất. Tự do tự lo. Câu thoại nổi tiếng trong tiểu thuyết của Happy Hugo là gì? Con tôi đang. Câu thoại nổi tiếng trong tiểu thuyết của Happy Hugo là gì? Con tôi đang. Hay vậy ta? Sao hay gai dẻ quá vậy? Ủa chưa hỏi bà. Nhà là gai dẻ không? Thấy ngủ thật sự chơi chung không vậy? Tương thông mà đâu còn nghe. Ủa tương thông gì lại vậy? Nhanh vô đây. Nhanh vô đây. Câu nói cửa miệng của Chi Lâm. Đi về nhà. Còn tiền thì sao không cho mượn? Thật kinh khủng khiếp. Đàn dâu đã từng nói thất bại là gì? Đàn dâu. Đẹp trai không bằng trai mà. Đẹp trai không bằng trai mà. Bị nhạc phân tâm á, đọc chữ không có chạy, không có đúng chính tả gì hết trơn á. Khi đau bụng, tìm cái gì đầu tiên? Xuất sắc lắm bạn, xuất sắc lắm bạn. Cơ quan cả thế giới. Xuất sắc chưa gì mà xuất sắc quá đi. Mình quá đi. Người yêu Nobita là ai? Ôi, thời đáng yêu quá. Sẽ ra sao nếu có người tỏ tình với bạn? Quá dễ. Anh chỉ yêu mình em thôi. Sẽ ra sao nếu có người tỏ tình với bạn? Quá dễ. Anh chỉ yêu mình em thôi. Yeah. Wow. Hay dữ vậy ta. I love you. Bạn sẽ nói gì khi một người cái bụng tôi muốn nổ tung, cái bụng tôi muốn nổ tung. Quá ai là đang vậy mà nổ tung vậy? Chưa kìa. Các chàng trai thường nói gì với lại các cô gái? À, máu chảy về tim. Tuyệt vời lắm bạn. Gì vậy trời, tự nhiên ngủ à Tiểu An, nó lên celeb vậy. Khi món đồ uống mà bạn ghét nhất? Nhà tôi ba đời bán cơm tấm. Nhà tôi ba đời bán cơm tấm. Cái gì? Nó đẩy ra chụp đi. Cái gì? Bỗng dừng lại, bỗng dừng lại. Đồng chí không chạy. Khi nhìn người quá đẹp. Chiều cao của một người đàn ông tính từ trên trời tính xuống. Phước không người nói câu này luôn, không người nói câu này luôn. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Là gì? Ok, không muốn nói gì thôi. Ok, không muốn nói gì thôi. Ok, không muốn nói gì thôi. Ok, ok, ok. Đây nè. Sao nó đi sẵn nắng cái gì á? Ủa, hai đứa này bên rap hay gì vậy? Một câu nói nổi tiếng của Napoleon. Hết giờ. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Trời ơi, cái đó của bà chị Quỳnh Nhi. Ủa, thằng Dâu. Em thấy cái bước lên xe. Rồi, em tưởng đi tìm con, em hỏi con tôi đâu mà. Chị phải leo lên xe. Nhưng mà khoan đi, anh Huy anh uống nhầm thuốc gì, nhìn anh sợ quá. Thời gian 2 phút là để gì? Để đập nhanh thì có xác suất trúng mới nhiều. Thì bắt mới ra để cái giao lưu chị. Em chấp thời gian, tại vì thật sự là tôi quá hiểu nhau. Tại vì em là quá hiểu nhau mà. Để coi được bao nhiêu câu. Anh Giang ơi. Mọi người có kết quả nè. Hai đứa này ăn nhum gì vậy? Kết quả được các bạn rất xuất sắc. Gì xuất sắc luôn. Số câu trả lời trùng khớp bằng không. Đó. Bằng không. Đó. Bằng không. Đó. Ôi, sao hay ra vậy? Tự nhiên quá. Con nói của Napoleon mà con tao đâu là thấy thua rồi. Vậy. Tao đợi mình rồi. Đạp đi đổi. Đuổi ra đảo đi, đuổi hai này ra đảo đi. Ở trò chơi đầu tiên, Buka và Chris Phan có vẻ hiểu nhau hơn với một đáp án đúng. Đội các bạn giành được món cá gáy nướng mọi và súp hải sản đông biển. Trời ơi. Trời ơi. Ôi đỉnh quá, cảm ơn Buka, cảm ơn Chris. Rồi. Sao nãy anh thấy rồi trúng nhiều lắm luôn á. Đúng rồi, em thấy anh cái sự thể hiện của anh nó rất là rõ nè. Em cũng vậy luôn á. Ủa Phước ơi, Huy ơi, đội mình ăn gì? Em kể cho ăn trứng dông sáng quá. Ăn năn sám hối gì ơi. Đúng anh rồi. Ơi, dễ thương. Có cần thiết trong đội không? Không đi ra đảo lại luôn đi, thiệt. Sợ luôn á. Sao nãy anh Giang quảng cáo ghê lắm. Trời, chỉ cần đội mình có Ngô Kiến Quy và Ngọc Phước là sẽ thắng. Mọi người ơi, tụi em đi đây. Mọi người ơi, tụi em đi đây. Đi đi hoài níu kéo. Hoài đi hoài. Thiệt á, dở quá. Là giờ không có ăn trưa, ăn chiều gì luôn. Đâu, mình vẫn còn chơi nữa mà. Xin mời dọn đạo cụ. Chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Yeah.
Ở trò chơi thứ hai này chia làm hai lượt. Lượt một là các cây xúc xích trên bàn như các bạn đã thấy. Có hai loại xúc xích trên bàn, một loại dùng sốt ngon và một loại dùng sốt siêu cay. Đội của Trường Giang sẽ ăn và đội còn lại sẽ phải đoán xem ai là người được ăn xúc xích ngon và ai là người bị ăn xúc xích siêu cay. Mỗi lần đoán trùng khớp tương ứng với một điểm. Sau đó đổi lại lượt đoán của đội Trường Giang. Sau hai lượt, đội nào có số điểm cao hơn thì chiến thắng. Có 6 loại. Anh em mình cũng thực ra cũng không biết cái nào cay, cái nào ngon. Anh em cũng hên xui mây rủi. Ăn cay được không? Anh với em ok, còn hai này không ok. Cay. Cay. Siêu. 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 Vừa phải. Không siêu. Là ba người được, ba người không được là mình cũng, không chừng là mình cũng gãy đó. Rồi, bây giờ không mình hên xui nha, ai số 1? Không, mình đừng đi số 1, mình đi đầu là okay. Đúng rồi, đi rồi. Đầu là đi luôn. Em số 1. Ủa? Ủa? Rồi, dạ. Số 1. Ê, em cứ bị mở hàng mấy ca này với ta. 3 phút. Em xin phép ha. Bắt đầu. Cắn đồ vậy đi ha. Mời đội bạn nhìn thật kỹ. Cay á. Chạy nước miếng luôn á. Chạy nước miếng luôn á. Không khóc. Diễn ngược hay là diễn thuận? Diễn thuận là diễn thuận. Diễn ngược hay là diễn thuận? Thuận là cay thiệt, còn ngược là giả bồ cay. Ngon lắm. Ngon lắm. Còn cái mắt đỏ là chắc chắn là cay. Cay rồi. Mắt đỏ. Ngon lắm, thật sự. Ok, mắt lé xẹ luôn rồi. Cái này là... Cái này là... Này khó diễn lắm. Cái này không diễn nổi. Không nào diễn được. Mở con mắt lên. Em diễn được mà. Ok, tuyệt vời. Rồi, đáp án của Dương Lâm là gì ạ? Dạ, chúng em là... Siêu cay. Rồi, tiếp theo. Số 2 là ai? Em. Mời. Chị ăn cục bự đi chị Ly à. Chị ăn cục bự giùm cho em. Vừa vừa được rồi. Chị chơi mà chị chơi tới. Diễn giả nha, mắt giả trân nha. Diễn giả nha. Ngon. Giả trân trân. Bao nhiêu lâu chị không đi diễn rồi? Cái vụ nãy bong bóng mà tôi thấy chị lâu ngày chị không diễn rồi. Bây giờ chị bị trân trân cái mặt nha. Mắt diễn mí giật 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 nè. Ngon này ngon, nó không cay đâu. Mời. Và đó là cay, cay nha. Bên đó em nghĩ sao? Em thấy là con mắt chị giật giật nhắm là giật 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 giật. Là cay hay không? Là không cay, ngon. Tú. Cay. Em thấy lúc em nghĩ là ngon. Lúc đầu em nghĩ là ngon thiệt. Em nghĩ là ngon á. Đâu, chị là diễn viên. Đâu có nước mắt gì đâu, thôi chốt luôn đi. Không, cay. Ngon. 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 Đó. Ngon. Đâu ngon luôn. Ngon, ngon, ngon. Ngon, ngon, ngon. Tên em đi, ngon. Ngon, tên đi. Rồi, em theo đồng đội. Rồi. Cay. Cay. Anh đội nào. Anh đội nào. Ủa, cay kìa. Cay, cay. Thôi đừng diễn nữa, đừng diễn nữa. Không thiệt. Thôi đừng diễn nữa. Chị, chốt đáp án rồi. Cay. Ôi ngất xỉu rồi. Diễn thấy không, cay không ai diễn được chị á. Bây giờ sao, chốt nè, chốt nè. Em chốt rồi, ngon. Ngon. Chốt rồi, ngon. Rồi, 1, 2, 3. Ngon. Người ta chốt rồi, người ta chốt rồi. Yeah. Yeah. Wow. Trời ơi. Ủa vậy diễn đàng hoàng á. Em đang chần chừ ở trong cái tay của chị. Ủa sao sắn chút xíu vậy? Xíu vậy sao vừa diễn ra. Quan quan trọng ăn cái tương thôi. Còn không nếm tương đi. Rồi chị liếm tương đi. Nếm tương cũng được dạ. Ngon, 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 chốt cay. Ngon, 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 chốt cay. Anh đội nào vậy anh Giang? Thì anh nói cho vui vậy mà, bưng quơ.
cay, cay rồi. Cay. 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 Không ngon. Cay á. Hay lắm. Ngon, ngon, ngon. Chị đang bị diễn ngược. Bị già có nghề cho nên sẽ diễn ngược. Ngon hả? Là chắc ngon là ngon luôn đó. Mời. Ngon, ngon. Tại vì chỉ ăn cay được á nên là bây giờ không biết là đang cay hay là đang ngon á. Thôi xui thôi. Ngon. Nhưng mà theo tôi nghĩ là ngon. Ai ngon cho tôi? Chị già ăn cay rất là giỏi. Ăn một lần tôi ăn cay chứ phải ăn cay nha. Đi ra bên kia đi. Chốt liền lẹ. Ngon. Ngon đi. Ngon hả? Ok. 1, 2, 3. Ngon. 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 Thank you. Ê, đi xin một sữa đi. Quá gì cay rồi, xin cái miệng rồi. Khảo cũng uống nó cay không hết. Nhớt. Mọi người không tin đâu. Em nói chuyện là hai cái giọng nó mía, em mới nhiễu, nhiễu. Số 4 là ai? Em. Xin mời. Lên đi, lên xin mời. Ok. How you today? How do you feel? I feel good. Trời ơi, ông thần diễn xuất đây. Có cho em quan sát phía sau mà. Có gì nhú không? Không. Đứng im đó. Rồi mời đoán. Anh hết đó. Mới nghe cái tiếng là có nước mũi. Mới cái rộp. Mới cái rộp được. Còn nếu mà không có là nó không có gì hết trơn á. Là nó không có gì hết trơn á. Không có em không, nghe. Không em nghe. Anh Quy. Tí, anh Quy. Có cái tiếng nước mũi trong cái đó. Cai đi. Cai nha. Cai cho ta đây. Rồi bốn người thắng. Rồi bốn người rồi chốt cay. Ủa cả đội luôn cay. Cay. Ngươi quy cay. Rồi xin cảm ơn. Tiếp. Tôi số 5. Trời anh Giang anh ăn tới cái gì luôn á chứ đừng nói này. Khó quá ha. Game mày khó ghê á. Rồi kết quả dở. Gì vậy? Rồi kết quả dở. Bình thường là anh Giang đó. Đúng rồi. Dở. Đúng rồi, hộp chân trời. Anh Giang ăn cay rất là giỏi. Nhưng mà anh Giang ăn cay được. Nhưng mà món ở này vẫn cay. Cay. Hiếu vẫn nhìn chị Hiếu. Hiếu vẫn nhìn chị Hiếu. Em đang phân tích chị đó. Em không phân tích được anh Giang. Anh Giang mặt lạnh lắm. Anh Giang vừa diễn hay mà con ơi. Chị cay giỏi lắm. Chị bình thường hả? Ai bình thường mà sưng cái miếng môi rồi. Cái miếng môi đã sưng lên rồi. Đã sưng rồi kìa. Em cay. Hồi nãy em chạy ngoài em chích nhẹ cái á. Cay. Cay. Và đáp án cuối cùng là cay. Xin cảm ơn. Rồi tới Kiện Minh Tuấn. Nam thần điện ảnh. Không có đâu. Chỉ điện ảnh thôi. Em muốn anh ăn cái nẻ đi. Em muốn anh ăn cái nẻ đi. Ăn cái nẻ luôn. Không diễn. Anh Tuấn diễn thôi, cay hay không cay anh diễn. Anh ơi, chỉ có lời cuốn mới làm vậy thôi. Đơn mà. Chỉ có lời cuốn mới làm vậy thôi. Đơn mà. Đơn mà. Vậy thôi. Đơn mà. Đơn mà. Thôi. Trời ơi. Anh sắc lẹ. Anh ơi. Anh ơi. Sắc lẹ. Anh ơi. Đồng ý. Đồng ý biết làm gì không? Trời ơi. Làm gì đây? Sạch bát luôn mọi người, chắc là ngon. Ngon. Thôi được rồi, nhiều người thôi, để người ta cũng có cơ hội ta rửa dĩa. Mời. Diễn nè, ngon. Anh Tuấn ăn cay được, ngon. Không, Tuấn ăn cay ít. Mình phải từ từ đã. Mình phải từ từ cho anh lên. Đúng rồi, phải để cảm nhận cái đã. Không, chị nghĩ là cay á. Em nghĩ là ngon.
Thôi mà tốt quá. Liếm dĩa thì hết rồi, liếm dĩa con dạ đi. Thôi. Ai ngon giơ tay? Tôi. 3 phiếu. 3 phiếu. Siêu cay. Ai ngon giơ tay? Rồi, ngon, 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 ngon. Cay nha. Ai cay giơ tay lên. Và đáp án cuối cùng là cay. Xin cảm ơn. Cay, 1 cây. Rồi, chốt cay. 4 cây, 2 ngon. Chốt cay. 4 cây, 2 ngon. Chốt cay. Cay, cay. Chắc chưa? Chắc. Cay. Rồi. Cay á. Ở lượt chơi đầu tiên, đội các bạn có được 3 đáp án đúng. 3 đáp án đúng. Dạ, hay rồi. Wow. Cũng hay rồi. Dạ, đúng hay à. Chị đọc giùm em để em biết. Dạ, chúng biết luôn á. Ngon không? Dạ, chúng em là siêu cay. Siêu cay. Không ngon. Tại vì chỉ ăn cay được á, nên là bây giờ không biết là đang cay hay là đang ngon á. Chốt liền, lẹ. Ngon. Ngon đi. Ngon hả? Ok. Ngon. Lâm vị nhà, sốt ngon. Tuấn diễn cái nhẫn không à. Anh Tuấn diễn thôi, cay hay không cay anh diễn. Anh ơi, chỉ có lời cuốn mới làm vậy thôi. Đơn mà. Cay, 1 cây. Rồi, chốt cay. 4 cây, 2 ngon. Chốt cay. Cay, cay. Tuấn, sốt siêu cay. Ba trên sáu là quá ok rồi. Đúng rồi, chúng ta ơi. Năm mươi chấm chứ bộ. Hay quá, quá tuyệt vời. Nửa sự thật rồi. Rất là tinh tế. Lượt chơi thứ hai, đứng trong chậu nước đá. Bây giờ đến lượt đoán của đội Trường Giang. Vị trí phía trước các bạn có bố trí những thau đầy nước đá lạnh và những thau nước bình thường. À, hiểu. Biết rồi. Ở trò chơi này, tất cả 6 thành viên đội Dương Lâm sẽ bước vào cùng một lúc. Thông qua các biểu cảm, đội của Trường Giang phải ghi nhớ, phân tích và phát hiện ra ai là người đứng trong chậu nước có đá hoặc không. Chú ý. 3, 2, 1, bước vào. Vô, vô. Đó. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Trời ơi, không có khéo léo gì hết trơn. Không có khéo léo gì hết. Chào lớn lên đời. Biết rồi. Chào lớn lên. Biết rồi. 4 năm. Đó, bậy bậy. Bậy bậy. Bậy bậy. Bậy bậy. Bậy bậy. Bậy bậy. Em chào nhà mấy. Sao dạ cứ đi qua đi lại nhóng vô rồi vậy? Dạ, chắc chắn 1 chắc chắn, 2, 3 không có. Đúng. 7, 5 có. Không. Không có. Không có. Không có. Đúng. Tại vì tụi em đứng với mình đó, tụi em nghe rất là rõ. Thư yếu là có. Số 1 có. Có. Hoặc là 1 chắc chắn có. Chúng tôi xin một lần nữa. Ok. Nghe nha mọi người. 2, 3. Gọi tên tôi nghe mình hồng hồng. Có rồi chung lên sông. Ôi ôi mơ má má đồ mơ. Không biết hát bài gì hết. Em thấy Lê Dương Bảo Lâm là có đá đó. Chắc chắn mày lại có. Em thấy dì Thư bước vô hai cái cơ đồ dì Thư thích lại. Hiếu là bây giờ Hiếu bấu vô cái bàn tay là mệt đó. Rít thì đỏ tay, Thư thì đỏ mặt. Lê Dương Bảo Lâm có đá. Đỏ. Không hợp. Đi làm bèm quá. 1 là 2, 4, 6, 2 là 1, 3, 5.
1456. Sao sao? 1456. 1456. 1456. 1456. Ok ok ok. 1456. Anh không nữa lần cuối. Rồi, giờ đoán ha. Dạ. Em nghĩ sao? Em nghĩ Tú không có. Me too. Me too. Em nghĩ Tú có. Em nghĩ Tú có. Bắt đầu thấy bất hòa. Cả gia đình không ổn định. Đúng rồi, nhìn góc bên đó người ta thấy bên đây nghe hơn. Rõ hơn. Em thật thôi, ra khỏi gần với Tuấn, Tuấn người sai không dạ, à? Tuấn, okay. Anh Tuấn đâu quá. Cho anh Phú Tịnh nói câu đi. Ok ok. Thật ra là em không có để ý Tú. Rồi vậy thôi bỏ qua luôn đi. Đúng rồi. Rồi vậy thôi bỏ qua luôn đi. Đúng rồi. Ủa vậy hãnh diện chứ, vậy hãnh phan chị. Anh cho em nhiệm vụ số 2 mà. Nhưng mà mình cũng phải bàn luận số 1. Bàn luận số 1 thì em nghĩ là Minh Tú có. Em nghĩ là Minh Tú có. Có đa. Tin thôi nha chứ tôi không chắc. Chốt không, đi chốt. Trực giác với phụ nữ đúng đó. Nha. Đó. Chốt là có đa. Ok rồi. Số 2 Dương Lâm. Theo tôi nghĩ là 50-50 là có đá. Theo tôi nghĩ là 50-50 là có đá. Ủa theo nghĩ là 50-50 là sao? Đây chỉ có 50-50 rồi nghĩ 50-50. Thì tôi không biết, đó cho sang thôi. Nhưng mà em nghĩ là anh Lâm có đá. Tôi đá. Chắc chắn 100%. Là cái gì? Là Dương Lâm không có đá. Là Dương Lâm không có đá. Tại sao? Em cũng đoán Tại vì Lâm tôi đoán vậy đá. Trời. Đoán thì đoán gọi chắc là chắc chắn. Ủa vậy hả? Vậy thì thôi. Tôi chắc chắn luôn. Tôi chắc chắn luôn. Tức là em biết hơn lúc đó. Lúc mà Lâm đưa chân vô là anh em không nghe tiếng đá. Rồi Lâm dày nữa. Nhấp. Cũng không nghe tiếng đá. Đúng. Nhưng mà nghe tiếng nước và tiếng thao. Nó ọt ẹt ọt ẹt. Tiếng thao hả? Tiếng vậy thao. Em nghĩ là anh Lâm không có. Tiếng vậy thao. Em nghĩ là anh Lâm không có. Vô. Không có đá. Không có đá. Ok rồi. Không có đá. Tôi rất không có. Chắc chắn là không có đá. Chắc chắn không có. Hồi nãy tôi là người được gì nè, là giao nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ Số 3. Cho nên là nhìn Riz rất là kỹ. Anh bước vô không có một tiếng động nào cả. Đúng. Rồi xong rồi cái không, cái người chợt, cái người khéo léo bước diễn, vô. Anh diễn là anh rung gì nè. Anh diễn là anh rung gì nè. Mà diễn dở. Mà diễn dở. Rồi vậy chốt Riz hoàn là không có đá. Ở đó ngoài đá đâu còn có nhiều cái. Có khi là đá sỏi không trời? Nhiều đá coi chừng đây đó. Bỏ gạch trong đó thì sao? Thì sao? Nghe lóc cốc mình tưởng là có đá. Không phải. Trời ơi. Nghe lóc cốc là tiếng xương tôi đó. Tiếng xương tôi đó. Bỏ những thước vai nhau như cục đá. Dài rít là không đúng không? Không có đá. Cú ga. Có. Có đá. Có. Buka có đá. Buka có sức chứ chịu được. Em nhìn thấy Buka vậy nè. Bầu bầu đang bầu, đang đầu thai kỳ. Đang đầu thai kỳ chứ đó. Mà tự nhiên bị lạnh đột ngột. Lạnh quá chịu. Đúng, đúng. Lạnh là em bé đang đạp. Đúng. Trời ơi. Chị Thư có đá luôn. Qua giờ qua số 5 là chị Thư có đá luôn. Rồi. Đó. Anh nghĩ là Hiếu có. Em nghĩ là Hiếu có đá. Bạn giành được món gà hầm ớt xiêm xanh và lẩu sứa nước lèo. Yeah. Oh. Sao chị nói rõ cho em nghe được không? Là thắng mới được đó. Là thắng rồi đó các bạn. Với kết quả này, đội Trường Giang chiến thắng và đã giành được hai món ăn. Còn hai món ăn nữa đang chờ các bạn, đó là món bò một nắng sông Hinh và đường cá ngừ cuộn ba chỉ nướng. Trời ơi, quay chơi món này, phải lấy món này. Hấp dẫn nha. Cả nhà. Bò một nắng sông Hinh.
Thử thách thứ ba mang tên chia ngọt sẻ bùi. Các thành viên của từng đội sẽ chơi lần lượt. Người đầu tiên ăn chanh, hai người tiếp theo ăn kem. Người thứ tư ăn chanh và hai người cuối cùng ăn kem. Lượng chanh và kem do các thành viên tự phân chia để ăn cho hết. Hết hai lượt chơi, đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi sợ ăn chanh lắm. Thôi răng xứ ê răng nha. Bây giờ ai chơi trước? Bên kia chơi trước ạ. Ta xem cho chừng mắt tôi. Anh đã bên chơi trước. Ai ăn chua được? Tôi ăn được. Chua được. Tôi với là Khải Ly ăn chua. Rồi tôi ăn kem cho. Rồi còn 4 người còn lại ăn kem. Ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3 2 1 Bắt đầu. Trời ơi. Nhớ nhai nuốt đi chị nha, nuốt luôn cái vỏ cho em. Chị ăn hay vậy. Trời ơi, chạy nước miếng vừa. Ôi. Nhưng mà có nuốt cái nào? Nhai hết, đừng hỏi nữa. Trời ơi, ăn chanh chứ không chảy nước miếng mà em chảy nước miếng. Ôi. Dạ, dạ, kem. Ủa ơi, bước đi. Ủa. Trời ơi. Ủa. Trời ơi. Nhóc lạnh. Ê. Cố lên em ơi. Thì em ự đi Phước ơi. Ừ cãi rồi hả? Em ơi, kem ăn chứ phải kem trộn đâu, xích tay vậy. Ta mà, người ta mà bắt cười. Chiến thuật. Vậy ngày hôm nay cái mẻ kem mới trộn thưa quý vị ơi. Hai chị em chuẩn bị bán kem nha anh chị ơi. Nhìn làn da trắng xinh. Em đang xài kem chi đó em? Kem trộn anh ơi. lạnh lắm, đừng có giỡn, lạnh lắm. Dạ. Cái này đang thử ok nè. Ôi. Chết luôn hả, chết á. Rồi anh nha. Chưa. Anh chơi đàng hoàng. Anh lớn. Ok. Anh em mới ăn chua. Chưa. Dạng ơi, ăn đi anh. Ăn đi anh ơi. Công thử ơi. Công thử. Ráng. Dăng vô kêu chơi rồi. Ráng. Công thử. Thôi cả trứng muối. Tiếp đi, hết giờ rồi anh Giang ơi. Hết giờ rồi. Anh Giang. Đúng rồi, anh là dữ lắm. Hết luôn Giang. Đúng rồi. Rồi. Cảm ơn vô anh Giang. Trời ơi. Anh ơi, anh cũng chẳng rớt nha, anh đàng hoàng nha. Rồi, ăn vô. Bọc vô. Những. Trời ơi. Vậy? Tại sao có thể ăn vô như vậy? Không biết rồi. Chồng muốn em đánh ra cho, Ăn hết. Nè, lát phải liếm này cho sạch cho em nha. Ủa, bốn muỗng rồi. Cố lên, sắp hết rồi. Cố lên. Chết rồi, kêu anh Tuấn đứng trồng rồi. Rồi. Anh ơi, coi chừng rớt anh ơi. Cố quá không? Cố lên. Ổm. Không có nước. Ổm.
Mẫu quá con. Gá lên, gá lên, gá lên, tốt, tốt, gá lên, tốt. Quý ơi, gá lên. Ok, 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 ok. Anh Tuấn, anh Tuấn. Anh Tuấn, rồi. Trời ơi. Trời ơi, đồng đội của tôi. Cho anh mượn 3 cây nhang. Thơm quá, gì vậy? Nhang đó. Trời ơi. Nó chua mà, nó chua trong đời tôi chưa bao giờ luôn á. Nó lạnh cũng có thua gì đâu. Mà nó đắng thì ông nói, nó đắng thì mình chấp nhận. Cái chua đó, trời ơi, nó bắn vô trong cái não mà nó thốn. Lâm, em ăn chay kem, kem rồi, hai người ăn kem. Để đúng rồi, chanh có anh Lâm. Thì hai kem. Hai kem là khó nhất. Em ăn kem hả? Ừ, em với lại Chris ăn kem. Mình chơi chiến, mình chơi chiến một. Mình húp. Tôi chơi hai bỏ cuộc rồi, ok. Bỏ cuộc rồi, bỏ cuộc rồi. Trời ơi, sao dựng chuyện quá. Sao mà cái miệng này lanh quá vậy? Ăn chua vừa thanh thoát, ăn chua vừa thanh thoát. Ba, hai, một, bắt đầu. Bắt đầu. Đúng rồi. Sai, không bao giờ nhai được. Em tự lượng sức mình chứ Bù Cao ơi, cái miệng em phải miệng anh đâu. Từ từ. Đó lắm. Khó. Từng miếng nhỏ thôi. Cắn đi Bù, cắn đi Bù. Đất nha, đất, đất. Cắn đi Bù, nhỏ nhỏ nhỏ. Ê, thèm chua là ăn chay nha, đúng không? Chào ông trai, chay. Chúc mừng lên. Chúc mừng nha. À, anh em hỗ trợ nè. Không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Ông cắn đi, cắn đi, cắn đi. Từng miếng nhỏ thôi, ca ơi. Cắn một cuộc chơi thì thua cả cuộc đời. Ủa có ai ăn chanh mà bị nhập viện không anh? Có nhiều chứ. Trời ơi, vậy hả? Trời ơi, anh Tuấn hỏi câu đó là chí mạng luôn á. Là có bị liệt luôn không? Liệt mà, cỏ phải nửa người chứ lên đó. Vậy hả? Những giọt nước mắt đã rơi. Vô. Ok. Vô. Đúng rồi, ăn lẹ nè, ăn lẹ đi học nè, đúng rồi. Đúng rồi, ăn cho mẹ. Đúng rồi, trộn kem nè. Dạ thưa vị, hôm nay mẹ kem em rất là mới nha vị nha. Anh kem này là mình xức vô một cái là trắng tươi nha mọi người nha. Ôi bùa ơi. U bói, u bói. U bói. Giỏi quá, hai chị em giỏi quá. Trời, ok. Minh Tú quá là bình tĩnh luôn. Trời ơi, Minh Tú quá là bình tĩnh luôn. Hay quá Tú ơi. Mấy có 3 tuổi mà ăn giỏi quá đi. Ủa chưa ăn hết mà. Hiểu. Dạ. Em tém vô cái gì mà anh hả cái là như là cái Rồi em dít vô đúng không? Ủa chưa ăn hết mà. Ủa chưa hả? Ủa chưa ăn hết mà. Ủa chưa hả? Dạ sao thiết kế cái máng xối nha. Hợp lý. Đẩy vô cái là vô. Chị thử ơi, cảm giác sao chị? Cũng bình thường. Sao chị điềm tĩnh quá vậy? Em ăn nước mắt nước mũi tùm lum hết vậy. Có sự trải nghiệm. Cuộc đời nó cay đắng nhiều đó. Cuộc đời chị chua nhiều hả? Chua chát nhiều hả? Giờ dọn lên khoảng ký đi. Thôi ăn nhanh đi. Ăn lẹ đi chị, thoại quá. Rồi em vô đây, em vô. Vô. Sao bỏ lên này? Giống trùng hồ ấy. Trời ơi. Ủa? Dơ rồi, dơ. Ngạc quá rồi. Ngạc quá rồi. Hiểu ơi, đừng ăn, đừng ăn. Ủa ăn nào? 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 Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Trời, nghe quá. Bay ơi, bay. Bay bay. Bay ra. Không tốt thôi. Trời ơi. Rồi, đẻ đúng cho Hiếu. Đẻ đúng cho Hiếu. Hiếu lên lên. Đẻ của em. Em đi ra đi. Trời đồ ăn quên à. Trời ơi. Trời ơi. Rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Bộ phận ghi chép. Bộ phận ghi chép của mình
lụm trong cỏ ra xong bỏ vô miệng luôn. Trời ơi ghê quá. Hồi nãy em thử á, em nghe một cái cốc, em tưởng anh rớt cái răng ra em bỏ. Ê trời ơi, nhức tới não luôn á. Sao bé ăn không có cảm xúc gì vậy? Chưa đâu, tối này nó mới phát huy tác dụng. Bây giờ có nói chuyện được rồi. Bình thường mà. Bình thường mà. Hello, tôi Khánh Phương. Tôi Khánh Phương. Một đội đạt thành tích 4 phút 30 giây. Một đội đạt thành tích 3 phút 57 giây. Các bạn đoán xem mình thuộc đội nào? Thôi đội này. Rồi đội này. Đội này nhanh nè, đội em trễ quá. Nói chung là tôi ăn trái chanh rồi thì tối đi ngủ đâu cũng được. Không có gì khổ bằng. Chiến thắng nào cũng không quan trọng. Thắng bản thân mình là được. Món bò, một nắng sông Hình và lường cá ngừ cuộn ba chỉ đã thuộc về đội Dương Lâm. Yeah. Cùng với việc thắng 2 trên 3 thử thách tối nay, các bạn đã giành được thêm 2 miếng dán. Yeah. Tính là em kiên trì trước được luôn á, em nói biết rồi tới tối luôn á là nguyên cái vòng tròn đó toàn màu của bên mình không. Trời ơi, y chang. Nè, quan trọng cuối cùng kiếm được một bản thôi, bạn quay trúng ngay cái bản của mình mới là hay. Đúng. Trời ơi, dễ vậy anh ơi. Cái không đó không phải là đức năng thắng số có mà. Có chưa? Tụi mình có một thẻ rồi. Có muốn ăn là có một thẻ rồi. Cho nên mình cứ chơi đi. Đúng. Bây giờ chúng ta sẽ ăn tối, cùng thưởng thức những món ăn hai đội đã kiếm được. Yeah, ăn chung thôi. Chơi lỡ không? Chơi lỡ không? Chơi sao anh? Chơi lỡ không? Cho bên kia ăn luôn. Đồ ăn của mình cho bên kia ăn luôn. Chơi lỡ. 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 Anh cái đó chơi ngu mà. Anh dạy dột, anh dạy dột. Anh không ăn thì cho đàn em ăn chứ. Anh ăn chanh rồi, anh bánh quỷ rồi. Thôi đỡ đó, tự giải quyết đi mình đi. Đi thôi, tao mới không nghe câu chuyện của họ vậy. Đi thôi. Anh thua mà còn có nhiều nữa. Chinsu cá cơm Biển Đông mới, bán song hành tại Việt Nam và Nhật Bản. Yo! Phải mình. Quá. Của mình nè, Trời ơi. Dễ thương. Vô. Ê bên đây khô khan quá à. Trời ơi. Về đi lẹ. Bên đây khô khan. Bị hồi nãy nhớ con Nhâm hồi sáng không? Nhớ không? Quá khô khan. Anh ơi, bên đây đồ ăn khô khan đó. Nhớ con Nhâm hồi sáng này. Về qua đây. Về máy quay lẹ. Em húng đi. Trước khi ăn tôi xin phép phát biểu vài câu. Dạ. Dạ mời anh. Kính thưa anh chị em. Dạ. Dạ. Trong ngày nỗ lực đã qua. Dạ. Và chúng ta đã thua. Vâng. Dạ. Và kính thưa anh chị em, để cho một buổi ngủ tối nay nó được dù có cực cái nào thì cũng phải no cái bụng. Dạ, buổi ngủ rồi. Buổi ngủ tối nay khả năng là anh em chúng ta sẽ dập dềnh xuống biển. Đầu đường sao chờ. Đúng vậy. Về với các bụi. Trời ơi. Về với các biển. Về các biển. Nữa. Thì hiện tại chúng ta có hai món là anh Hình đi là lẩu riêu gì đây phải không? Lẩu sứa. Riêu cua. Lẩu sứa lèo gà ấm xin xanh. Mà nó rất là nóng. Chương trình ơi, cái này mình xin được thêm nước lẩu không ạ? Hey. Trong thêm rau thêm sứa nữa. Sao mà cứ vậy á? Lớn rồi mà cứ vậy á. Không hiểu luôn á. Tứ cầu cái giờ này là vậy đó. Béo hơn béo nhẹ. Vô chạy vô xin thứ khác cho chị. Xin thứ khác cho chị. Dạ chị. Đây cho chị. Ủa sao cho chị? Ủa. Cho anh. Ủa Tuấn ơi. Dạ. Đi. Đi đâu anh? Cái vụ mà bàn rồi đó. Em sẽ làm nước mắm chinh su cá cơm Biển Đông pha với ngọt. Wow. Cực ngon nha, nước mắm này là sản xuất ở Việt Nam mà song song với thị trường Nhật Bản luôn, bán cùng lúc luôn. Làm cho em với. Làm không? Làm cho em với. Đợi anh xíu xíu. Trời nha ơi. Đợi anh xíu nha. Ê, con bé kìa. Bé kìa. Bé kiếp ở đợ, nhà mình có đồ ăn làm gì vậy? Chui xuống. Về nhà anh gửi cho 3 kg. Mm-hmm.
đợi em chút xíu, em pha một món nước mắm ngon nhất nhất cho mọi người ăn. Rồi cái này vô ớt ngon xíu thôi. Đừng ăn hết nha. Thơm. Rồi. Rồi, đợi em xíu. Rồi nó kẹo dữ vậy. Tuyệt vời. Nước mắm. Trời ơi, chấm với cá là nhất cái nách. Nước cái nách gì, nước mắm ngò nha. Là anh làm á hả? Anh làm hả? Anh làm nha, vui vậy. Ngon không? Đưa đây. Về đi. Quá, đi làm chuyện khác đi. Anh là người thua cho nên anh có thể làm. Anh ức xuống bắt chú về thêm. Chú xuống thêm. Đấy. Sao bối lưng hoài vậy? Trời ơi, anh làm gì vậy? Nóng chưa? Nó đang nóng sẵn rồi mà. Cái gì vậy? Hai cái luôn hả? Trời ơi, nó cháy luôn hả? Đây là gà hấp ớt xin xanh lẩu sứa nhúng. Rồi, quốc đi. Vô đi. Thôi, cái nhà mình lụm cái. Em mời cái nhà nha, mời cái nhà nha. Em ơi. Sao tiểu thơ? Công tử có thể cho tiểu thơ một miếng cá được không? Được. Tại vì nước mắm chiên su quá ngon. Đâu? Ngon tiểu thơ. Ngon. Em ăn phần nào của con cá? Phần bụng đi ạ. Phần bụng. Ok. Bụng đi. Chấm. Nước mắm ngò của anh đó. Ngò của anh. Nước mắm ngò. Ê, ngon nha. Ngon. Ê, ngon nha. Anh đừng có tiểu phẩm nữa. Ngon nha. Ngon ok. Ngon. Chết rồi, không tiểu phẩm nữa mà ngon thiệt em ơi. Anh nói đài với tôi đi. Ừ. Năm thư tôi nói đài với nó rồi. Đúng rồi. Ngon không em? Có miếng ngò nữa thơm ngon đúng không? Ngon. Trời ơi, nước mắm là phải ngon nó mới làm được cái nước chấm này em ơi. Anh ăn gì thoải mái đi. Phải là nước mắm. Đúng rồi. Nó chất lượng, nó đậm đà như vậy. Đây nè, anh mở cho em nè. Anh đàng hoàng nha Tấn. Anh mở sẵn cho em nè. Ok, anh em mình ăn. Ê, nước mắm ngon á. Nước mắm rất ngon. Ai bắt cần tôi vậy? Tiểu Mỹ Nam. Hãy ăn đi cưng. Anh bắt cần ai vậy? Minh Tú, đồng nghiệp của tôi. Anh bắt cần ai? À, đội của em ok. Em mời anh. Anh Kim à. Em mời anh. Anh có cần ai vậy? Anh Giang hả? Ừ, nhìn đi. Bên đây bác cần bên đội kia. Ừ, nhìn đi. Múa lần hả? Ừ, quay lại múa. Tum 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 t
Hả? Vô. Bỏ qua sĩ diện. Tùng 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 tùng. Bỏ sĩ diện nè em. Em làm được. Mất mặt đội mình quá. Mất mặt quá. Mất mặt quá anh ơi. Mất mặt quá. Em làm được. Tưởng ơi. Tưởng ơi, mất mặt quá. Mất mặt quá. Mẹ mình xin mình ra có nghĩa một ngày mình sẽ ăn xin như thế không? Sẽ ăn xin như thế không? Nhưng mà mẹ em không có chương trình này, anh yên tâm đi. Đúng. Em phải nhớ những cô Nhâm hồi sáng. Đúng rồi. Cũng vì tụi nó mà ra đảo bắt giùm 3 tiếng đồng hồ. Đúng, không không đi đâu. Anh em ơi, chúng ta đã có những ly đá trên bàn nào. Hãy cùng chế bia vào để mà chúc mừng ngày hôm nay anh em ta hợp mặt. Đây, anh chị vui vẻ nha. Dạ, vui vẻ, vui vẻ. Đây là mới bên em hả em? Dạ mới.
Trời ơi, mở hai vậy. Đá Phương Dương ơi, đá. Dạ, đá hả chị, đá. Ok chị nha. Rồi, mua bia luôn. Chăm chăm nha chị ơi. Rồi, lên luôn anh chị ơi, lên luôn. Rồi, vô. Ngày hôm nay ta cùng hợp anh ơi đây. Mọi người bên nhau ta hạt mình hai ngày một đêm. Một, hai, ba, ta cùng hợp anh ơi đây. Hai ngày một đêm, hai ngày hai, hai một đêm. Yo, chúc sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui ạ. Thôi vô luôn đi, vô luôn. Vô luôn tụi em ơi. Ủa gì ạ? Vô. Gì? Dạ nãy nước của em. Nước mắt của em. 200 ly nước mắt. À, là hồi nãy chơi thua hả? Thôi hai thua xong rồi giờ mua. Để mà mời anh em, mời ekip. Rồi mang vô đi cưng. Ok. Tiểu nhị vô tụi em. Tiểu nhị vô tụi em. Em ra mang á. Dạ. Không có trợ lý để cho em làm. Thôi thôi, trợ lý tôi cực lắm. Tội ta. Vậy anh bỏ trợ lý nhà đi, mấy anh chị bỏ trợ lý nhà. Không, vậy mình mời tao không. Không, ý là mình mời mình phải có cái tâm thành. Là em muốn vô nhìn nó sang. Đồng đúng rồi, mình ra mình lấy đi. Anh Tuấn, mù em nên Tuấn. Chị Nhi em, em ra anh hãy lấy ra ngoài bia rừng. Và lấy 200 ly nước vào đây. Và nhớ bịch bột, anh nhớ bỏ vô nhé. Hết đồ ăn rồi. Bớt điên khùng lại đi. Bớt điên khùng lại đi. Trời ơi. Chí mạng luôn á. Kẻ ơi. Ẩn danh. Kẻ ẩn danh. Đúng là kẻ ẩn danh. Hồi nãy giờ mà lấy nước là sao rồi đó. Đúng rồi, thôi em mà. Rồi các bạn đã no chưa ạ? No. No. No rồi. Rồi no rồi, chúng ta sẽ nghỉ một chút xíu ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chơi một cái game. Thử thách này là thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay. Rồi ơi. Và quyết định đội nào sẽ được ngủ sướng, đội nào sẽ được ngủ khổ ạ. Rồi đi. Đây đây đây. Đi thôi. Beat Sài Gòn đón Tết rồng nhấn bụi lốc. Gì vậy? Mạnh lên, em phải mạnh bạo lên. Em không làm nổi, anh là phụ em. Em sao vậy? Anh chỉ xứa con đè đầu ba. Để xứa đầu ba. Để xứa đầu ba. Em vô nghiệp gì hết trơn. Trời ơi. Em nghe ra lời gọi là xứa vô. Em vô mà mọi người không vô mà mình đi. Trả lại thôi. Rồi chơi ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi cái trò chơi tên là tấm ảnh để đời ha. Cái chơi vậy? Thôi anh để đầu là bình thường chị ơi. Em đi thấy ghê quá. Em đi thấy ghê quá. Em đi thấy ghê quá. Rồi để vui gì đi vậy? Đừng để đời. Ok, tấm ảnh để vui. Rồi. Ok chưa? Các bạn có một khoảng thời gian cố định để giành vị trí đứng trên phao. Tôi đếm ngược từ 10 đến 1. Photographer sẽ chụp hình. Đội nào có số lượng thành viên có khuôn mặt đủ các bộ phận, hai mắt, hai tay, mũi, mồm trong khung hình nhiều hơn thì sẽ giành chiến thắng. Thử thách này có tất cả 5 lượt đấu. 3 lượt đầu tiên mỗi lượt tương ứng 1 điểm. 2 lượt cuối nâng cấp tính 2 điểm. Đội nào giành được nhiều điểm hơn sau 5 lượt đấu sẽ chiến thắng ở thử thách này. Lưu ý, chỉ tính kết quả chụp hình khi các thành viên ngồi hoặc đứng ở trên phao. Đứng dưới nước không tính. Trên phao đúng không? Bất ngờ quá. Mà tôi ra xin phép là xin đoàn thể. Mình cho em cái ghế súp đi thiệt. Mình có thể giờ cái phao này gần không chứ đó chừng sâu quá thờ bước. Cho em ghế súp đi, không lên nổi đâu. Chúng tôi đã tính toán rồi. Phao ở chỗ đó là chỉ có 1m3, 1m2 thôi. Đúng. Em đi được. Em đâu có được là được em. Còn đỡ.
Đặng quá không? Dạ. Sao em lặng quá? Sao em lặng quá? Sao em lặng quá? Ủa mình chỉ cần chở lên thôi mà. Đang lên. Không được mày tổng luôn sao? Trời lớn rồi. Không ai. Tôi lặng đây. Tôi đang lặng nữa. Tôi kẹt đây. Tôi chân quẹo luôn. Em chân chân gì chết rồi. Chớ gì mà già rồi. Ai à? Chói nè. Mày cũng hơi lặng quá. Em lặng quá đây không? Nào bây giờ có chơi được chưa? Chơi. Rồi, các đội sẵn sàng. Yeah. Ủa, nãy em chưa phổ biến gì mà vừa phổ biến đại. Gì? Rồi. Phổ biến rồi. Nói lại lần nữa, có hai hiệu lệnh. Hiệu lệnh thứ nhất là bắt đầu, các bạn sẽ tranh chấp nhau. Hiệu lệnh thứ hai, tôi sẽ đến từ 10 trở về 1. Và khi 1 là các bạn sẽ lên ảnh. Tức là lúc đó là bắt đầu chụp ảnh đó. Và làm sao đó, nhiệm vụ của các bạn là làm sao đó để các thành viên của đội đối phương ít được lên hình nhất. Hiểu chưa Dương Lâm? Hiểu rồi chị. Hiểu rồi. Thời gian lượt một. Ủa rồi sao chị chết? Phải sao chị? Quay! Quay cái gì? Áo dạy!
tưởng tượng hùng điên khó quá. Dạ em nhìn gì rồi em quý hỏi em đối xử gì không hãy quay cái mặt em nha nói nghe nè ờ hiểu không bỏ rồi kiều minh tuấn trong vậy kiều minh tuấn nè kiều minh tuấn giúp đồng biết phan lên em cũng có mà ở dưới có đường đen hay quá Minh Tú hay quá kêu Minh Tú Ngô Kiến Huy và Lâm Mỹ Dạ quay em với Ngọc Phước cũng thấy được đâu à rồi các bạn còn ổn hết không ạ chơi rồi luôn hai ông đừng chơi gì vậy không em là chơi nô nô cô gái em chơi đến đầu tôi Lâm em chơi đầu tôi tôi mà để em uống nước gần hết hai
cuộc thi gì đó. Anh không bơi được. Hello mọi nào. Lại lại nè. Lại lại mà. Em ơi. Anh không lên được đâu. Lên đây. Trường Giang và chúng ta còn một lượt chơi cuối trị giá 2 điểm. Ok, ráng lên em. Cố lên, cố lên. Cố lên em ơi. Đúng rồi. Em chịu hiểu rồi. Đúng rồi. Chỗ này em vừa tổng thống ra em đứng. Sao lưng anh Lâm á. Tôi kéo chị lên. Để kính mà lưu ý nha. Ngày hôm nay mà đội nào ra đường ngủ thì là ekip đang đi hình và phục vụ cho đội đó cũng ra đường luôn. Cho nên là tôi đề nghị ekip là nhiệt liệt cổ vũ cho hai đội nha. Anh nhằn quá vậy. Chúng tôi không cần giả tạo cho đội Trường Giang hả? Ai cho anh cố lên? Ai cố mũi cho đội Viên Lâm à? Ủa sao xìu quá vậy? Mày có tay giả tạo. Trần ơi, mày đâu rồi Trần? Rồi bây giờ tất cả sẵn sàng chưa? Anh buồn dạ. Lượt chơi cuối cùng trị giá 2 điểm. Lượt chơi thứ 5. Bắt đầu. Để đi kể đi. Để đi kể đi. Trời ơi, đập. Trời ơi. Đập quá vậy mấy mẹ, cái này đạp ngu quá vậy. Anh chi vậy? Trời ơi, cái này có sao giỡn chi vậy anh Giang ơi. Quy, anh xảy ra. Quy nó lên rồi. Thôi. Trời, anh vậy. Ai 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 ai
đâu ấy. Ba chị cho chị mượn cái đầu rồi. Ba em mua gái mà ảnh gì nè. Ai vậy ba? Rồi như vậy là ở lượt này đúng rồi anh ơi. Hình ảnh rất là rõ ràng. Ủa, mình thắng 2 lượt mà. Có mặt của Hiếu, 3 lượt mà. Đúng mình. Minh Tú, ôi, Nam Thư và rồi. Phú Ca. Rồi như vậy là kết quả nó rất là rõ ràng nha. Đội của Dương Lâm đã lật ngược thế cờ và tỷ số bây giờ là 4-3. Rồi bây giờ xin mời các bạn lên bờ đi ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng cái vòng xoay men lên. X-Men Clean and Fresh nay có thêm tắm gội 3-trong-1 sạch gầu mới. Rồi bây giờ sau một ngày chơi vất vả cùng nhau thì đội của em Lâm, quỷ các bạn giành được 8 miếng dán màu xanh. Và đội của Trường Giang, các bạn được 2 miếng dán màu cam, mà 2 miếng dán này là do công lao động từ tụi em biết rồi. Trời ơi quá giỏi. Trời ơi gọi vợ quá con. Gọi vợ quá con. Gia đình tự hào về các con. Con bé nó sắp chết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dán vào, và dán thứ tự như thế nào là tùy các bạn, để tránh việc là các bạn nói là ban tổ chức sắp xếp. Bên mình ít da mình chồng trước đi. Đúng rồi. Cứ cầm đi. Chồng mình. Bên ít thì cho dán sâu chứ. Dán sát nhau luôn anh. Họ dán sát nhau là họ có cơ hội trúng nhiều hơn. Không, còn hình xui thôi. Một là đi bụi, hai là đi ngủ. Đúng. Bao vây luôn anh. Đúng. Bộ vây luôn. Tại vì cái này với cái này có khác gì nhau với mình đâu. Đúng. Mình mới chơi vậy luôn. Đẩy cho rồi bên ơi, kia đi bụi theo mình luôn. 30% rồi. 30% luôn rồi. Rồi đội của Lâm dán đi. Đây lộn rồi. Trời đất ơi trời. Thử hả? Thử nha. Thầy thang thử nha chị Lâm. Thử lại nha. Nếu mà thử nhiều quá như vậy là do cái hồng mộc ở đây rồi. Công bằng rồi. Sáng nay đội chúng tôi đã trằn trọc, băn khoăn, rồi trách móc, rồi có những lời nói nó hơi nặng. Nó hơi nặng với lại hai em, thì tụi anh vẫn giữ cái lời nói đó. Anh nói hai cái này của họ. Không, nhưng mà thiệt Quy hay lắm luôn á. Lên đảo vậy mà cũng kiếm được 2 miếng. Ủa mà làm sao lấy được 2 miếng này vậy? Có thể chia sẻ không? Xin á. Mình là gì? Chúng ta biệt đội gì? Mình là biệt đội Ngọc Thành Nhung. Không vui mà dậm hoài ha. Nó hoài luôn rồi. Mày đi. Hỏi loài thuần luôn nước kia. À, còn anh em thì sẽ cố gắng để có một chỗ ngủ an lành. Tại vì hồi nãy Minh Tú là có chụp hình. Nhưng mà cuối cùng tụi em để ý hết là Tú có lên nhưng mà cuối cùng không có hình. Thì em nghĩ là âm đã thịnh, dương đã suy. Cho nên em muốn không thể nào ra đồng ra biển ngủ. Không thể nào mà ra đồng ra biển ngủ được. Cái ngoài đó là đẹp lắm á. Ngủ ok lắm, nằm là không vậy đó. Hả? Gì vậy? Rồi, bây giờ ai quay trước? Cũng có một lần rồi. Không được rồi anh. Anh đã thêm dòm đi. Anh vẫn xì lũ đó. Anh lớn đó. Ai? Em. Cái gì? Em ra cái kéo. 3, 2, 1. Bẹt. Trời ơi. Ladies and gentlemen. Yes. Quá muộn rồi. Tonight. Outdoor. Outdoor. Yeah. Okay. Your hand. Okay. Your hand. My hand is not a term. Term. Rửa nước. It's not term. It's a... Thúi quá. Cơ lo. Mạnh hơn sức ấy. Trời ơi. Ê!
xong rồi. Đừng có giật lại. Ủa? Tiếp phải chống cái tay đẩy phụ anh Lâm. Đúng rồi. Trời ơi. Em làm khác, em thử vậy. Ổn 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 rồi, người cha ổn rồi. 8, người cao tuổi. Người cao tuổi rồi. 9, cha già rồi đúng không? Mắt kém tay chân thì rung. Đúng rồi. Đặt hai thiết hả Buka? Bị đánh ghen hả Buka? Không có. Ê, tôi đây rồi. Cái gì tại cái hoàng vậy?